Trong tháng 12 vừa qua, EU thông báo sẽ thực hiện cơ chế điều chỉnh biên giới carbon CBAM, hay nói cách khác là đánh thuế carbon đối với tất cả hàng hóa xuất khẩu sang thị trường này, dựa trên cường độ phát thải khí nhà kính trong quy trình sản xuất ở nước sở tại. 27 quốc gia thành viên EU sẽ bắt đầu thực hiện thí điểm từ tháng 10 năm 2023. EU hiện đang là một trong 4 thị trường xuất khẩu lớn nhất của hàng hóa Việt Nam. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU đạt 50 tỷ đô la Mỹ. Vậy việc thực thi CBAM sẽ tác động như thế nào tới các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU trong thời gian tới? Thông tin chi tiết sẽ có trong phần tiêu điểm của bản tin. Công ty này chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm kết cấu thép cho ngành cơ khí xây dựng, điện lực, viễn thông, giao thông và đã xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc. Mục tiêu trọng tâm của doanh nghiệp trong thời gian tới là xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Do đó, thông tin về việc EU sẽ áp dụng thuế carbon cũng khiến doanh nghiệp không khỏi lo lắng. Việc mà châu Âu áp dụng cái thuế về carbon ấy, sẽ như thế là cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp. Chẳng hạn như là cái giá thành sản phẩm của doanh nghiệp cũng sẽ bị tăng lên. Cái thứ hai là doanh nghiệp cũng sẽ khó thực hiện hơn. Đồng thời là cái sẽ hạn chế cái khả năng mà doanh nghiệp có thể tiếp cận với các thị trường châu Âu. Lo lắng này của doanh nghiệp là hoàn toàn có cơ sở khi CBAM trước tiên sẽ áp dụng cho những sản phẩm phát thải carbon lớn như sắt, thép, xi măng, phân bón, điện, vốn là những mặt hàng chiếm tới 94% lượng khí thải công nghiệp của EU. EU là thị trường nhập khẩu thép lớn thứ hai của Việt Nam, nên mặt hàng này sẽ chịu ảnh hưởng khá nặng nề. Với phạm vi hiện tại của thuế carbon, theo báo cáo đánh giá tác động của thuế carbon lên 3 quốc gia, bao gồm Việt Nam, Thái Lan và Ấn Độ, do Ngân hàng Thế giới World Bank thực hiện tháng 5 năm 2021, loại thuế này sẽ làm tăng khoảng 36 tỷ đô la Mỹ chi phí mỗi năm đối với 3 mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường châu Âu là thép, xi măng và nhôm. Trước bài toán chủ động giảm phát thải hay phải trả tiền để mua chứng chỉ carbon trong tương lai, nhiều doanh nghiệp Việt đã chủ động xanh hóa sản xuất để thích nghi với quy định mới. Khi mà châu Âu áp dụng cái thuế về carbon ấy, thì chắc chắn giá thành nó sẽ tăng lên. Để mà giải quyết được vấn đề đấy thì công ty cũng tìm cách giảm các cái chi phí để cấu thành cái sản phẩm, cũng như là làm sao để sử dụng các cái năng lượng sạch, cái năng lượng mà thân thiện với môi trường, để có thể là qua đấy có thể đáp ứng được các cái tiêu chí mà bên châu Âu họ đặt ra. Cùng với đó, các doanh nghiệp cũng mong muốn chính phủ có thể ưu đãi thuế, ưu đãi tín dụng hay các chính sách khác cho các doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ sản xuất xanh để giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam giữ được lợi thế cạnh tranh trong xuất khẩu vào EU thời gian tới. Vâng, có thể thấy là thuế carbon được xem là một trong những giải pháp hiệu quả để điều chỉnh lượng xả thải carbon hàng năm tuân theo thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu năm 2015 mà các quốc gia đã ký kết. Đây đã và sẽ trở thành một xu thế bắt buộc đối với các quốc gia trên thế giới. Nhưng tại Việt Nam hiện nay thì chính sách về thị trường carbon và lộ trình áp dụng tính thuế carbon còn mới mẻ đối với nhiều doanh nghiệp xuất khẩu sang EU. Và để giải đáp những băn khoăn này của các doanh nghiệp, phóng viên VTV4 đã có cuộc trao đổi với ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI. Trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của VTV4. Thưa ông, trước thông tin là EU sẽ áp dụng tính thuế carbon vào năm 2023 thì một số doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường EU cũng tỏ ra lo ngại. Vậy thì ông nhận định như thế nào về thông tin này ạ? Hiện nay cái thuế carbon nó không phải là có hiệu lực ngay từ tháng 10 2023 như một số báo chí có đưa tin. Mà thực ra cái tháng 10 2023 này thì là mới thực hiện việc kê khai thôi. Và đến 2026, theo lộ trình mới có thực hiện những cái biện pháp về tài chính, tức là mới thực hiện cái việc mà nộp. Đối với Việt Nam thì chỉ có cái mặt hàng sắt thép, dầu thô, nhôm. Theo một nghiên cứu mới nhất thống kê thì tổng cái hàng hóa mà nằm trong cái diện mà CBAM này thì chiếm khoảng 8% cái kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU thôi. Cho nên là trước mắt về mặt ngắn hạn thì có thể chưa tác động một cách trực tiếp, tác động một cách ngay đến hàng hóa của Việt Nam. Về mặt dài hạn thì có thể chúng ta sẽ bất lợi về mặt cạnh tranh, giá thành. Vậy thưa ông, trước những ảnh hưởng trong ngắn hạn và dài hạn như ông vừa phân tích thì đến nay chính phủ Việt Nam đã có những giải pháp và chính sách gì để có thể ứng phó với quy định mới này?
Tôi thấy là hiện nay cái chính sách của Việt Nam thì đang đi rất là đúng hướng. Việt Nam đã có xây dựng những quy định, nghị định về kê khai trong lĩnh vực này về khí nhà kính. Đây cũng là một cái lộ trình rất là phù hợp để doanh nghiệp Việt Nam có thể thích nghi. Điểm thứ hai nữa là hiện nay Việt Nam cũng đang đẩy mạnh cái việc giảm phát thải, giảm hiệu ứng nhà kính, cho nên là nhiều chương trình quốc gia, nhiều cái tiêu chuẩn quy định của Việt Nam cũng đang đi theo hướng này. Thứ ba là Việt Nam cũng đã xây dựng cái giá định giá carbon, và dần dần sẽ doanh nghiệp Việt Nam về mặt lý thuyết thì có thể trả cái phí carbon, mua chứng chỉ carbon tại Việt Nam thay vì tại EU. Thì như vậy Việt Nam cũng có thể có những nguồn thu ngân sách trong lĩnh vực này. Vậy còn bản thân các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU thì cần có những sự chuẩn bị như thế nào? CBAM hiện nay có thể là chỉ ở châu Âu, và có thể chỉ ở một số cái loại mặt hàng nhất định mà liên quan đến phát thải lớn. Nhưng mà không có gì đảm bảo là trong thời gian tới tiếp tục có những bước đi về mặt chính sách có thể mở rộng ra những cái mặt hàng khác, đặc biệt là những mặt hàng mà Việt Nam đang có lợi thế cạnh tranh như là da giày, dệt may, đồ gỗ, điện tử. Điểm thứ hai nữa, chúng ta cũng không có gì đảm bảo những thị trường khác của Việt Nam, không chỉ EU mà có thể cả Mỹ, cả Nhật, những quốc gia khác nữa thì cũng sẽ có cách tiếp cận tương tự. Cho nên là đây cũng là một xu hướng mà các doanh nghiệp trong quá trình xây dựng nhà máy, trong quá trình hoạch định cái chiến lược sản xuất, kinh doanh của mình cũng cần phải tính đến. Về mặt chính phủ thì đúng là phải có những cơ chế tạo động lực cho doanh nghiệp. Tôi hy vọng rằng là trong thời gian tới thì những cái luật mà phát triển công nghiệp thì sẽ có những cơ chế thúc đẩy các dự án công nghiệp, đặc biệt là những cái ngành mà liên quan đến phát thải nhiều thì sẽ có động lực để chuyển đổi theo hướng là áp dụng công nghệ, sản xuất sạch hơn, theo hướng bền vững hơn. Đây cũng là một cái giải pháp, một mặt là có thể thâm nhập thị trường EU nó tốt hơn, mặt khác thì chúng ta cũng đảm bảo mục tiêu quốc gia phải giảm phát thải và hướng tới mục tiêu net zero vào năm 2050 trong thời gian tới. Một lần nữa xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.